Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có dịp về Nam Đàn, Nghệ An và cũng có dịp ghé thăm cảnh đẹp của dòng sông Lam. Thực sự thì đây là dòng sông rất nổi tiếng từ lâu đời và đã đi vào thơ ca của nhiều nhà văn, nhạc sĩ trong cả nước. Trong cái đợt về thăm đợt này, như các bạn đã biết, các bạn đang quan sát trên màn hình thì thấy dòng sông Lam biến đổi liên tục. Có một điều rất là đặc biệt, đó là dòng sông chảy từ trên thượng nguồn về. Với việc chảy như vậy thì Hả? sẽ có những Gì? chỗ có thể là bồi lên rất nhiều. Ở đây thì hay gọi là một bên nở một bên bồi các bạn ạ. Các bạn thấy không? Một bên bồi cát rất nhiều và một bên bị nở rất nhiều, do đó các bạn có thể quan sát trên màn hình của chúng tôi cũng đã chia sẻ với tất cả quý anh chị và các bạn. Nơi đây, những người dân ở đây thường Này nước ra xuống cạn tắm, nhé. Chuyện gần sang tí bờ bên kia này. đón những nguồn nước từ thượng nguồn về rất là trong mát. Thực sự thì sau đợt đi này, mình cũng như là các bạn trong đội nhóm của mình thấy thật là thú vị, để lại rất là nhiều những ấn tượng, những kỷ niệm đẹp về cảnh đẹp bên dòng Ngồi sông ác Lam. nhá. Những người dân ở đây thường ra sông để tắm, có thể là đánh bắt cá bên dòng sông Lam. Các bạn có thể quan sát trên màn hình cuộc sống nơi đây của người dân bên dòng sông Lam. Đó, các bạn quan sát thật kỹ cái sự bồi đắp của dòng sông Lam, thấy cũng rất là kỳ lạ. Một bên thì là rất nhiều, một bên thì bồi cũng rất nhiều. Đó là cái đặc điểm trong cái thời gian gần đây. Và vào những đợt dịp hè như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là dòng sông Lam nước xuống rất là cạn, xuống rất cạn. Các bạn có thể thấy nước xuống cạn, gần như là lòng sông trồi lên hẳn lên mặt nước, các bạn có thể thấy. Về mùa mưa thì mùa mưa bão thì dòng sông này nước chảy rất là mạnh và cuồn cuộn. Vâng, xin chào bạn gặp lại các bạn nhé. Trên đây Nguyễn Tâm cũng đã khái quát với quý vị và các bạn trong cái đợt về thăm quê hương Bác Hồ đợt này. Mình tâm có dịp về thăm cảnh đẹp sông Nam và cũng đã khái quát được địa danh cũng như là cái lịch sử của dòng sông Nam, là những cái nơi địa rất là nổi tiếng của trong ta từ trước đến nay tại quê hương Nghệ An. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn đối với kênh của chúng tôi. Xin chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ hè thành công. Hả? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video mới nhất.